Chuyện Vùng Cao xin kính chào toàn thể quý cô chú anh chị và các bạn. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với video tiếp theo trên kênh YouTube Chuyện Vùng Cao. Và ngày hôm nay đúng như kế hoạch thì Chuyện Vùng Cao sẽ quay trở lại nhà anh Xì trên Xá Lùng để cùng với anh chuẩn bị nhà bạt để tiến hành trồng thử nghiệm cây nấm nhé các bác nhé. Đấy thì bây giờ thì như hôm qua em cũng nói rồi thì cái nấm ấy thì đang đợi bên đơn vị vận chuyển người ta chuyển đến. Đó thì tất cả những cái vật tư này, cái vật tư cũng như là cái nguồn giống ấy thì vừa rồi có một số khán giả có nói là nếu mà để bà con mua thì sẽ làm bà con bị ảnh hưởng kinh tế, nhưng mà đấy là cái câu chuyện mà khán giả chưa hiểu mọi người ạ. Cái vật tư này, như bạt đấy các bác nhá, cũng như là tất cả những cái vật tư nguồn giống thì là do anh em bọn em tự đầu tư bỏ chi phí ra để mua cho bà con trồng thử nghiệm. Sau này khi mà trồng thử nghiệm thành công thì chi phí đầu tư ấy cũng do bản thân mấy anh em bỏ tiền ra để đầu tư hết các bác nhé. Đấy, bà con chỉ bỏ công sức ra chăm sóc, là thu hoạch cũng như là làm những cái công việc gọi là như là bỏ công thôi các bác nhé. Đấy, còn tất cả mọi chi phí liên quan đến kinh tế thì do cá nhân em này cũng như là mấy anh em trong team đấy, cùng nhau đầu tư cho bà con làm thôi. Hiện tại thì Chuyện Vùng Cao cũng đang có mặt ở ngay đầu xóm Xá Lủng rồi. Đây, mọi người từ đây có thể nhìn thấy nhà của May, nhà anh Nô cũng như là nhà mọi người. Đấy, những ngôi nhà khá khang trang ở phía sau Chuyện Vùng Cao đây. Và hiện tại thì Chuyện Vùng Cao đang đứng ở ngay con đầu đường. Đầu đường mà sắp tới sẽ tiến hành giai đoạn 2 của việc bê tông hóa con đường lên thôn nha bác nhé. Đấy, cái đoạn này thì chưa đổ được vì hiện tại ấy, là công trường đường Xá Lủng đang tạm nghỉ để bà con thu hoạch ngô. Để bà con thu hoạch ngô xong mới có đá nha các bác nhá. Đấy, đá thì là sẽ lấy ở các nương ngô này. Bây giờ bà con mà chưa thu hoạch ngô ấy thì sẽ không có đá để làm. Bây giờ mà vào trong nương mà lấy đá ấy, thì sẽ hỏng hết cái ngô của bà con. Đấy là cái lý do thứ nhất. Lý do thứ hai là bây giờ mọi người cũng đang tập trung đi thu ngô thì cái nguồn nhân lực nó bị hạn chế. Nên công trường sẽ tạm nghỉ. Khi nào bà con thu ngô xong thì việc bê tông hóa con đường sẽ lại tiếp tục các bác nhé. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lên trên nhà anh Si. Sao xinh ơi. Đây, mỗi người một cái nhá. Tao xin chú ạ. Rồi, nhưng mà tay anh này dính đất này. Máy lái xe. À, đi xe đạp à? Con trai của em May. Chào chú. Ừ. Con trai chị Xía này, con gái chị Xía. Rồi đây. Chị này có chưa nhở? Đây là con của anh Xính phải không? Chào chú. Rồi. Chú. Ừ. Này lên nhà anh Xì là gặp các thanh niên này trước. Tôi đi mò mò nha nhỉ? Có con gì vào mũi nó cắn. À, con gì vào mũi cắn chảy máu à? Thế là mẹ có nhà không hả thanh niên? Mẹ có. Thế à? Tình hình anh Xì hơi xuống sắc. À, cái này em cho trong nhà nhé. Vâng. Thôi để em đau đi cứ để đấy. Em cho lên trên xe máy nhá. Rồi, ok. À. Đây à, cái dây thép nữa anh chị ạ. Đây, dây thép với lại cái lạt. Lạt nhựa. Cái này nhẹ nhẹ anh cất hộ em. Chị đâu rồi anh? Đây tí chị nấu cơm thì làm cái thịt này nhá. À, bây giờ là mình dự tính là chuyển chỗ làm cái nhà bạt đúng không? Vâng. Bên dưới là có đằng sau cái chuồng bò. Vâng. Nó là rau lợn nhiều quá. Rau lợn nhiều. Thế bây giờ sẽ chuyển lên, anh bảo chuyển trên này đúng không? Vâng. Chuyển lên trên này nó phát cái chỗ này. Là chỗ nào anh? Cái chỗ này từ vị trí làm nhà bạt sẽ thay đổi các bác nhé. Nó không có rau lợn ấy. Vâng. Nhưng mà nó không có chuyển chạy. Phần nó cũng ra này thì nó
3 mét thì nó không rộng mét đâu. Vâng. Nó từ đây đi nó đống đá kia. Ui, đống đá kia thì dài quá, 3 mét, 6 mét thôi mà. 3 mét, 6 mét, sao cháu một tí nó... Một tí đây thôi, nhờ. Một tí chỗ này thôi. Thế chỗ này được anh ạ. Vâng. Chỗ này hợp lý đấy, nó xa chuồng trại. Vâng. Nếu mà dưới thì nó sang trượt chảy, nó phân, nó cứ linh tinh. Vâng. Bên này như có một cái bể nước đúng không? Đây có một cái. À, các bác này, đây là một cái bể nước này. Một cái bể nước có thể nói là một cái bể bí mật. Đây, đây này. Một cái bể đất các bác nhé. Bà con che chắn rất kỹ để làm cái nguồn nước dự trữ mùa đông. Đây là cái bể mà mọi người đào sâu xuống đất thôi. Chào chị Xía nha. Sáng nay đi chợ mặc đẹp thế. À, mùa bao tải mai nó thu ngô. À, mai nhà chị Xía thu ngô à? Thế bây giờ thống nhất thôi, mình làm ở đây. Thế cái cây thì tí nữa em với anh với Trá đi lấy nhỉ? Vâng. Vâng. 3 mét. 3 mét à? Vâng. Anh cho rộng ra tí đi. Đấy, đến đấy là bao nhiêu mét anh? 30-60. 3m60 à? Vâng. Thế mình làm rộng 3m60 đi. Vâng. Đây. Anh giấu đây nhá. Đấy, 3m60. 6m à? 5-6m thì đấy đâu anh? Đến đâu? Anh vừa... Đây đúng không? Đúng rồi. Đấy, tầm đấy đây anh ơi. 60. Đấy. 6 mét đấy. Thế được rồi anh. Thế được rồi. Giờ là đánh dấu vào không? Chút nữa là làm đất thôi. Đây có cây vừng. Đây là cây vừng đen này các bác này. Ở đây thì bà con trồng cây cây này là cây cây này để làm gì anh Xì? Cây này nó để hái cho lở thôi. Hái cho lở ăn. Nhìn rất giống cây mùng nhưng mà không phải cây mùng mà cũng không phải cây khoai nước các bác nhé. Đây là một dạng khoai nước rừng. Thời điểm này thì cũng may là bà con cũng thu hoạch xong ngô rồi. Trước đây thì chỗ này mọi người cũng trồng ngô. Đấy, các bác có thể thấy là những cái thân cây ngô còn lại này. Với lại rau. Giờ thì còn một chút rau bí. Với lại cái rau dền đây này. Trên nương ngô thì có rất nhiều rau dền các bác ạ. Chút nữa thì chị vợ anh Xì tên là gì nhỉ? Thế là Sùng Thị Xúa. À, cũng là Xúa đúng không? Mà. Chị Xúa với lại em May sẽ là vệ sinh cái khu đất này. Vệ sinh khu đất này, sau đó là lấy cây về để làm nhà bạt thôi. Cái rau dền này ngon thế mà mọi người không ăn hả anh? Có, nhưng mà nhiều, nó có ăn đâu. À, cái này đem luộc lên chấm chấm mắm ngon lắm. Bà con toàn hái cho lợn đúng không? Toàn hái cho lợn mà. Thế bây giờ em hái về để ăn nhá. Hái một chút về tí nữa luộc lên ăn. Rau dền ngon lắm các bác này. Đấy. Rau non mơn mởn luôn. Rau này ăn ngọt bùi lắm. Để đây chút nữa cái phần thân này này. Mọi người sẽ mang về cho bò. Cũng may là cái rau bí này cũng đến vụ thu hoạch rồi. Anh Xì có hay ăn cái rau dền này không? Các bạn ở trên vùng cao này trong nương ấy có rất nhiều loại rau nhưng mà bà con ít ăn. Vì là
mọi người đi làm mệt nên là thích ăn rau nhừ. Rau nhừ thì thường thường là luộc rau bí thôi. Rau dền với rau lang là ít khi ăn. Ở cái phía ngoài này các bác này, rau lang ấy rất là ngon. Đấy, ngọn rau các thứ ngon lắm nhưng mà bà con là để cho lợn thôi. Ít khi ăn. Rất nhiều rau dền, đấy, mọi người để không. Cái nào nhiều lá thì đem về cho lợn các bạn. Nay lên thì thấy ngon quá nên là hái một rổ về để chút nữa nấu luộc lên ăn. Đây còn rất là nhiều luôn các bạn. Cái loại rau mọc tự nhiên này ăn nó rất là ngon, bùi ngọt luôn. Nhiều cái cây này giống cây sâm khoai nhỉ? Có phải sâm khoai không anh? Không. Nhìn cái lá nhầm sâm khoai. Đây này. Đây cái lá cây này rất giống sâm khoai các bác nhé. Nhưng mà không phải sâm khoai. Sâm khoai nó sẽ có cái rễ củ ở đây. Ôi rồi May à, May đến giúp rồi à? À. Thế làm ở đây làm cái mô hình bé bé thôi. Đây có một quả bí này, anh xin này. Đây. Một quả bí. Anh Sì ơi, cây này có củ không anh? Có chứ. Nhổ ấm nhá, có củ không nhá. Nó nhổ đi. Wow. Nó bây giờ chưa lấy đâu củ. À, đây là một cái giống khoai rừng các bạn. Đây, bây giờ ông đang nhú mầm này. Có những cái mầm nhú này, đấy, củ non này. Củ này nấu canh ăn được không anh? Được mà. À, không bị ngứa đâu à? Không. Nhưng mà cái này trồng lại đi nhở. May, cái đào trồng lại đây đi. Con gái lớn này của anh Sì là tên là gì nhở? Ừ. Tên là già. Tên là già. Đây, trồng lại cho chú nhá. Chờ. Có một quả bí. Đây đây này. Ui, quả này bị ong nó châm. À, chưa nào. Cất ra kia nhá. Đất ở đây khá là màu các bạn. Ở trên phía trung tâm làng đây thì cũng khá nhiều đất. Đấy, xung quanh cái thung lũng này là đất hết các bác nhé. Nhưng mà phía trên sườn này, sườn đồi bên này thì toàn đá thôi. Đất ở đây thì khá là màu. Các bác có thể thấy là rau cỏ rồi là ngô bà con trồng ấy nó xanh tốt lắm. Trên này thì sương mù nhiều, độ ẩm cũng tương đối là cao. Mình lấy cái mặt bằng ở trên nó sạch sạch là được anh ạ, chứ không phải cuốc bằng đâu. Bởi vì là cái nấm của mình là treo ở trên mà, trên đất mà. Cào cho nó sạch. Dạ vâng. Cái này làm sau này đem nấm về là May với anh Sì hai anh em cùng nhau chăm sóc nhá. Vâng.
Nên giai đoạn trồng thử nghiệm này thì em May với lại anh Xì, hai người cùng nhau chăm sóc cái vườn nấm này. Quy mô của vườn nấm thì cũng khá là nhỏ thôi, để trồng thử nghiệm mà các bác. Diện tích thì cái chiều rộng nó khoảng hơn 3 mét, gần 4 mét. Còn chiều dài của cái nhà thì là 6 mét các bác nhé. Cái sáng ra thì mọi người cùng nhau làm nền, để tạo cái nền đất này. Chút nữa thì sẽ phải đi lấy cây về để dựng cái nhà bạt. Cái bạt thì sáng em mua lên đấy, bạt rồi là các loại công cụ phục vụ cho việc làm nhà là mua hết lên đây rồi. Đây là cái bước thử nghiệm, sau này nếu mà thành công thì sẽ phát triển quy mô lớn dần lên. Có những người ta xuất phát từ hai bàn tay trắng, người ta cũng làm nông nghiệp, người ta kiếm được tiền tỷ, mình cũng thử xem nhà anh nhỉ. Không kiếm được tiền tỷ thì mình có cái để ăn đúng không, có nấm để ăn. Đây là cái cọc này các bác, cái hai đầu sọt danh của cái nhà bạt ấy, sẽ làm cao khoảng 1m6 như này thôi các bạn. Bên cái cột ở giữa thì sẽ cao hơn 2m. Chỗ này thì cắt đi cho nó bằng nhau các bạn. Em May đang đào hố chôn cọc. Công cụ thì khá là thô sơ các bác nhé. dùng cây thôi. Sáng nhà anh Xì tìm là không có cái thuổng ấy, nên là dùng tay, em May dùng tay đào này các bác này. Cũng may là đây nhiều đất May nhở. Đấy, đất nó cũng khá là mềm ấy, nên là dễ đào lắm các bác này. Đây này, đấy. Cái cây đào sau đó là dùng tay bới lên. Thằng Pau bùa gì Pau? Pau bùa gì Pau? Pau à? anh này thì cái gì cũng biết làm. Đấy, đập đá, phá đá. Đấy. Công cụ quá là thô sơ các bác này. Cái này sáng May vừa ấy à? May vừa chặt nhọn như này hả? Anh Xì à? Không có cuốc, không có thuộng, nên là dùng cây cũng khá là hiệu quả đấy các bác. Đấy, trời. Chả giúp đẩy ngang này nhá. Nó chả bên này trước ạ. Vâng. Lúc đầu em tưởng bụi tre này là của nhà anh. Không, nó tre của anh. Nhà xía. Đơn ra phải lên một cái dây để buồn lên trên này nữa. Mình sẽ nó giữ khuôn đổ xuống đây. À không, bây giờ mình đẩy, nhưng mà anh Xì chặt hướng này xong mình đẩy ngang sang bên kia. Đấy. Có điện cũng lên trên mà. Nên à. Không sao rồi. Chị xía là ủng hộ một cây tre các bạn. Tre thì lúc đầu chị đồng ý là cho lấy tre để làm ấy. Nhưng mà lý do là tre nó đang lên măng ấy. Nó cho nó theo cái dây điện đi. Ôi. Ôi. Ôi kìa. Ô, thành công rồi. Đây là bụi tre của nhà chị xía. Đấy, chị lúc đầu chị đồng ý là cho chặt mấy cây để làm lán tạm cơ, làm cái nhà bạt cơ. Nhưng mà vì tre đang lên mầm ấy các bác, nên chị bảo là nếu mà chặt thì phải đợi tầm 1 tuần nữa, 1-2 tuần nữa lúc đấy mới chặt được.
chị đồng ý cho chặt một cây trước. Cây này sẽ làm cái sàng ngang của cái mái các bạn. Còn cái cột ấy, mấy cột thì là có rồi. 30 mời lên nhà chơi à? Cháu bảo bà là mọi người làm việc xong rồi, xong thì nếu mà còn thời gian thì lên. Thảo Tư mua nó nhớ. Mình chỉ cho nó là nhìn thấy tới hù rồi. Nghe được một cây cây sáng ngang. Trên này không có che nhiều các bạn. Nếu mà có che nhiều thì cái hệ thống cột của cái nhà bạt này dùng tre thì nó sẽ đẹp hơn. Nhưng mà cũng khá là ok rồi. Các bác nhìn đấy, dùng cái cột gỗ thì cũng khá là ok. Bò ăn cả lá này anh? Bò mà, ăn cả lá này này. À. Lá này nó có thích ăn. Đấy, lá tre cất lại hết để cho chị xía cho bò các bác nhé. Bảo là trả tiền nhưng mà chi rua. Vâng. Đấy, chị ấy tặng luôn một cây để làm cái sàng ngang. Em cầm ra. Cái này mở vô. Cái to từng tay. Ở sao lắm? Ở to sao từng tay. Số khí tụ, số khí sao dầm, khí sao dầm. Tụ ta nè, hôm nay chỉ khỏi rồi. Ô, mọi người đi trở về này mọi người này. Em chào chị Dính nhá. Chào mọi người nhá. Ờ, là ô chê nhá ni nhỏ. Ờ, về đây làm nhà ở. Ờ, nhỏ ni ô, ô chê mê mê nhỏ ni nhỏ. Đang nói đùa mọi người làm cái nhà nhỏ nhỏ thế lên đây ở với mọi người. Ờ. Ờ, Thảo Tư mua. Các chị mời lên trên nhà chơi. Hôm nay đi chợ mua được gì nhiều? Do tao á chi? À, đi mua gạo, mua thịt à? Mua. Thảo Tư lo. Michi lo. Đấy, bà con đi chợ. Này đi chợ. Ai cũng mang được một gùi đồ về. Xong hết rồi nhỉ anh Xì nhỉ? Xong rồi. Chỗ này là để hở này. Còn cái cửa thì là thế không làm cửa. Đấy, nếu mà đi vào trong thì sẽ đi qua đây đúng không? Đi vào trong nó mở ra thì nó ra ngoài thì mình nó úp vào. Quý vị khán giả thân mến, như vậy là sau một buổi sáng khá là kỳ công thì mấy anh em cũng đã làm xong được cái mô hình nhà bạt để trồng thử nghiệm cây nấm các bác nhé. Đấy, cái nhà bạt này thì rộng khoảng 20m2 thôi. 3 mét mấy nhỉ? 3 mét 4 anh? 3 mét 4, dài là 6 mét đúng không? Khoảng 20m2. Bây giờ anh em mình vào tham quan nhỉ? Anh cứ để đồ đấy đi. Cái dây thép với lại bạt thừa thì mình cứ cất đi nhá. Đây, bây giờ anh Xì với lại em Hân sẽ đưa mọi người vào tham quan. Trong khu vực sẽ tiến hành trồng nấm. Thì hôm nay thì cũng vội ấy mọi người, nên là cũng không làm đầy đủ được. Thì ngày mai anh Xì sẽ làm một cái cây to ngang ở đây nhá. Dạ. Từ đây ngang đây này. Lấy hai cái. Vâng, đây một cái nữa. Một cái. Vâng. Và một cái cây là ngang từ cái đầu cột kia ra đây. Vâng. Bởi vì là sau này mình sẽ treo nấm ở góc bên này này. Vâng. Treo nấm ở góc bên này và treo nấm ở đây. Và chỗ em Trá đang quay phim đang đứng nữa. Còn cái chỗ này thì sẽ tiến hành trồng thử nghiệm nấm khay. Vâng. Nấm khay thì sẽ tiến hành sau. Thì bây giờ là sẽ có 3 loại nấm.
Thì thực sự quý vị khán giả, thì vừa rồi đi tham khảo thì em cũng không được tìm hiểu nhiều lắm. Đấy, không biết là trồng ba loại nấm ở trong một cái môi trường như này thì liệu nó có thích hợp không? Đấy. Đây là độ ẩm này. Đấy, hiện tại thì cảm giác cái độ ẩm nó cũng khá là cao ấy. Thì làm như này xong sáng mai lên em với anh lại tiếp tục làm giá nhé. Em mang phôi lên thì tiếp tục làm giá. Đấy. Từ buổi chiều ngày hôm nay thì anh Xì lại có việc hàng xóm. Đấy. Nên là đây là việc cá nhân. Đấy, xong việc cá nhân thì chút nữa lại phải đi làm việc hàng xóm. Cẩn thận nhé, chưa nhé. Nó chọc vào tay đấy. Đây cái cửa. Cái cửa khá là đặc biệt. Cái dây thép với lại bạt thì cứ cất đi anh nhá. Vâng, cứ cất đi. Cả đấy chắc chắn không? Chắc chắn rồi. Kiểu này kiểu bột nhiều muối ấy. Gió cũng không sợ lại. Lúc làm cái nhà này thì anh Xì nói là ngày trước đi làm bên Trung Quốc. Thì cũng làm như này để ở rồi. Đấy, đi làm thuê ở Trung Quốc là phải tự làm lán như này để ở. Chắc là thế, tại vì đi lên trên đấy toàn đi vào rừng mà, đa số là như thế. Đi làm thuê ở trên rừng đúng không? Vâng. Như vậy là cái nhà mẫu, nhà bạt để trồng thử nghiệm cũng tạm ổn rồi. Bây giờ thì mọi người nghỉ tay để ăn cơm đi. 1 giờ trưa. Cơm chín chưa chị? Rồi. Đi rửa tay. Vâng. Ơ thế Thắng đâu anh? Thắng đi học rồi. Thắng đi học rồi. Thế còn chơi. À, Hoa thế con của Mai đâu? Con của Mai đó đi chơi. Hả, thế gọi về ăn cơm đi. Ở Hu Lon nó mỏ đi. Ơ giờ Hoa này. Hoa dậy rồi. Chú nói to quá đúng không? Ngày hôm nay thì ăn mèn mén. Mèn mén nấu ui giời. Này một chân giò lên chị à. Chị vợ anh Xì ấy làm món chân giò nấu với lại bí ngon không này các bác này. Đấy, em cầm ra ngoài ngoài ánh sáng cho mọi người nhìn nhá. Ui giời ơi. Cao nhờ. Ngon chưa? Đấy. Các bác nhìn bát chân giò nấu với lại bí ngon không? Nhà mình là có cái bồn nước này với lại cái bể ngầm. Là cái bồn này để nấu ăn đúng không anh? Đúng rồi. Còn cái bể ngầm là để lấy nước để nấu cám lợn. Là nấu cám lợn. Cám lợn, cám bò. Cái tank nước này của nhà anh có đủ nước dùng đến mùa đông không? Không, nó không đủ đâu. Không đủ à? Toàn này không. À. Cái tank nước này chỉ dùng trong mùa hè đấy à? Thế mùa đông thì lấy nước nào? Không có nước thì nó cũng lấy ở cái bể đất thôi. À lấy bể đất á? Vâng. Bể đất thì em thấy nó không vệ sinh lắm đâu. Đây là cái tét nước của nhà anh Xì đây. Cả gia đình sử dụng nước ăn ở trong cái tét nước này. Tét nước này là bao nhiêu lít anh Xì? 1.000 lít à? Đấy. Không có bể. Phải dùng trong bể đất trong cái mùa đông. Mùa đông thiếu nước về là như anh Xì nói là dùng trong bể đất, bể đào sâu xuống lòng đất ấy, không xây, không chát gì hết các bác nhé. Xong rồi. Bây giờ ăn cơm. Thanh niên vào đây nào. Nó mỏ nào. Con trai này. Con thằng anh đâu rồi? Chả biết là đi đâu rồi. Nó mỏ đi. Đây chân vào đây. À, giỏ lên đi không? Rồi anh xin nhé. Đây già già ngồi đây. Chị Súa là làm món chân giò nấu với lại bí cực ngon này các bác này. Vừa rồi em giới thiệu đấy. Hôm nay thì lên thì Trá cũng mua một ít trứng lên rán ăn. Đây là cái vải cái rau ấy không chị? Đúng rồi. Cái rau này em hái đúng không? Đúng rồi. Chỉ nó xào rồi. Xào cũng ngon mà. Đây rau, đây là cái món rau rau dền nha các bác nhá. Rau dền hái trên nương. Luộc cũng ngon mà, xào cũng ngon. Nó mỏ. Đấy, em thử trước nhá.
ngọt với lại bùi lắm các bạn. Đấy, nó xào ăn ngon, luộc lên chấm mắm thì cũng rất là ngon. Và ngày hôm nay thì lên nhà anh Xì thì lại vẫn ăn mèn mén thôi. Đấy, nói chuyện thì anh ấy nói là 2 tuần nay, 3 tuần nay ăn mèn mén rồi đúng không? Ừ. Chưa ăn cơm gạo. Đó, chưa có tiền đi mua gạo. Chưa có tiền mua gạo. Hôm nào em mua tặng một bao nhé. Hôm nào lên. À, bây giờ thì mọi người cũng dùng cơm, ăn cơm. Thì chuyện vùng cao cũng xin phép kết thúc video tại đây. Cảm ơn mọi người đã quan tâm, theo dõi cũng như là ủng hộ kênh YouTube Chuyện Vùng Cao. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.